Ui. Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã đến với một lóc nữa của mình. Và mình là Mr. Ken 789. Các bạn đang coi kênh channel của mình vào lúc 7 giờ tối trên kênh Santana Motorcycle. Thì trước mặt anh em là con AB này là AB Việt Nam lên hai đèn ngũ thái. Thì đối với một con xe mà giống vậy thì mình dọn con này xong xuôi đâu đó loanh quanh nó khoảng tầm 20 triệu hay là 21 triệu mà quên mất tiêu rồi. Thì tới khúc này, tới khúc mà hàng 20 rồi là sẽ có mấy ông cứu nội bay vô là sẽ nói là sao mắc vậy nè, chắc cứu luôn. Thì mấy bạn hãy coi hết cuối cái clip đi thì bạn sẽ biết được là cái con này nếu mà dọn vậy nó sẽ mắc hay rẻ và cái giá thành nó có ABCD hay không. Không còn mấy ba mà không biết, mấy ba kêu vô má bù chú bù phép gì ta là ông binh hết, nó mệt lắm. Cái con này lúc mà hiện trạng mình nhận về cái xe có nghĩa là cái xe nó là cái máy nó đã gào rồi là một, cái bộ nồi là chạy không nổi là hai, và cái con xe nói chung là nhìn ở ngoài nó cũng gọi là tươm tất thôi, nó cũng không gọi là bấy bá lắm. Thì do là anh chủ xe ảnh mua xe chủ yếu là lấy cái biển số đẹp rồi ảnh về ảnh dọn lại, nhưng mà dọn là cũng gọi là cho vợ đi chợ thôi chứ không phải là gọi là một cái con xe mà gọi là để mà dọn tâm huyết để chân lên bục giảng, đúng không? Nên là cũng có những thứ mà mình cần gọi là cân đong đo đếm. Thì cái con này dàn áo bóng mình giữ lại zin, mình chỉ có hàng bát, rồi mình sơn lại màu xám xi măng đen bóng sporty. Thì về cái phần sơn thì là sơn full dàn áo bóng với lại dàn chân. Dàn chân là có những cái mình sơn tĩnh điện, có những cái là mình sơn hấp như là phần phuộc heo đồ các thứ mâm là mình sơn tĩnh điện, rồi gác chân là mình sơn tĩnh điện hết luôn, full hết dàn chân sơn tĩnh điện. Thì loanh quanh đâu đó nó khoảng tầm là 2.6-2.7 triệu cho một cái combo dàn chân là một nè, chống đứng chống nghiêng, rồi lò xo phuộc, rồi mâm trước mâm sau, phuộc trước gác chân lốc nồi. Thì lốc nồi mình có vẽ thêm cái chữ Honda màu đỏ nữa, một tí nữa mình sẽ quay một cái sụt slow motion cho mấy anh em coi tổng thể cái xe. Rồi về cái phần dàn áo thì mình sơn lại sporty là bao gồm là full dàn áo hết thì nó khoảng tầm 2 triệu cho một con xe. Loanh quanh mà về tiền sơn là nó cũng đâu đó cặp tay thắng này mình sơn nha, để cặp tay thắng zin mình sơn lại luôn. Loanh quanh là tiền sơn đâu đó nó cũng khoảng tầm 5 triệu mấy à, gần 6 triệu. Và cái con xe này đúng là anh chủ xe ảnh sẽ kêu mình là đi mua ốc new về thay, nhưng mà mấy bạn nào mà đã từng dọn AB Thái hoặc là AB Việt Nam các bạn cũng biết rồi, ốc new mà mua full hết từ A tới Z đó cho một con xe AB mấy bạn vô hạn á, mấy bạn đặt từng con nó chua lè chua lét. Giống như sau này mấy anh em hay dọn những con xe như quay nè, rim nè, thì có những cái đơn vị người ta đã đầu tư về những cái mảng như là full ốc của quay rim rồi, nên là cái đó rất dễ các bạn, ốc zin quay rim kiếm rất dễ. Nhưng mà ốc zin từng con cho tới từng cái bát, cho tới từng con tán, cho tới từng cái lông đền zin của AB mấy bạn kiếm chua lắm. Mà đại mà vô hãng mấy ông cố nội kêu đặt 15-20 ngày mới có ốc rồi về nọ thì đâm ra nó mệt quá. Mình đã lái qua anh chủ xe kêu là thôi nếu mà full mặt tiền thì anh chơi bà nó ốc Salaya đi, nhìn nó cũng đẹp, ốc Salaya gắn lên nhìn nó cũng sáng cái xe. Với lại cái xe của anh dọn nó không phải là dọn theo cái dạng hoài cổ, không phải là dọn về full nguyên một con zin của AB Thái, mà anh dọn theo cái dạng mà thời trang, nên là lên full ốc Salaya thì nó cũng là ok, chuẩn chỉ ông mặt trời, không vấn đề gì hết. Full dàn ốc ở trên xe là từ dàn chân cho tới dàn áo mặt tiền là mình thay full Salaya hết, gù ghiết đồ hết luôn. Thì loanh quanh đâu đó tiền ốc không nó khoảng tầm 3 triệu mấy là full hết dàn ốc. Cái ba ga này là mình cũng sơn tĩnh điện luôn nha. Đó, nội sơ sơ không mà hết tiền sơn không hết là gần 5 triệu mấy 6 triệu rồi. Rồi tiền ốc không cũng khoảng tầm cho 3 triệu đi là chạy ra 9 triệu rồi. Và con xe này là làm full nồi, làm full cục máy thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 11 12 triệu nữa. Full nồi, full cục máy nó khoảng tầm 11 12 triệu nữa là chạy ra là hết 20 rồi. Đúng không? Chạy ra là hết 20 chai rồi. Rồi những thứ còn lại bao gồm như là phục hồi phuộc nè, phục hồi phuộc trước sau. Một con xe các bạn đi quá lâu rồi làm sao mà còn phục zin được nữa. Phục hồi phuộc trước, mà cái phục trước thì nó đã bị xước ti, nó khuyết, nói chung là thấy ghê lắm. Mình hay gặp ti.
Còn ở đằng sau thì nó vẫn còn ok, nên là mình đã phục hồi phục sau vậy thôi. Rồi rửa ráy sườn xiết ở trong, rồi thay bao tay. Cặp bao tay này cũng hết 450 rồi. Rồi còn cái chìa khóa smart key á, là chủ xe có sẵn nha. Chìa khóa smart key là chủ xe có sẵn, nên là mình không có chế. Rồi thay full vàng áo nhám, thay full vàng nhựa nhám. Cái con này là vàng áo, là vàng áo đời 2008 anh em. Full vàng nhựa nhám thì nó cũng khoảng tầm 1 triệu mấy 2 triệu nữa, là chạy ra con xe là gần 25 vít á. Rồi thay dĩa trước mới nữa. Còn cái con dĩa, cái dĩa trước mà zin của cái con AB này đợt trước mình đem về là nó mỏng như cái tàu lá chuối á, nó sọc tè le hột me hết rồi. Ở đây đó, cái dĩa trước là mình cũng thay mới luôn rồi. Con heo là mình sơn lại màu đỏ nhìn cho nó hợp style. Rồi chó đèn trước sau là mình sơn màu khói, hơi nhẹ thôi, tại vì xe này anh em cũng lớn tuổi rồi, ảnh đâu đó anh cũng khoảng tầm bốn mấy rồi, nên là mình sơn theo cái dạng dân chơi quá nhiều khi ảnh không có thích. Đèn đuôi á thì mình sơn khói đen ấy xíu, còn cái đèn trước á mình sơn khói nhẹ thôi. Rồi gắn cho ảnh thêm hai cái đèn led tăng sáng, mà bữa mình mua về gắn mà chưa có test thử miếng sáng cỡ nào luôn. Thì cái cặp bóng này là mình thay cái loại mà bóng led thường thôi, khoảng tầm 600 mấy 700 ngàn cặp. Chứ còn mà mấy bạn mua những cái bóng led mà của Osram hoặc là những cái thương hiệu của Đức, một bóng không là khoảng tầm là có bóng 1 triệu mấy luôn, có bóng 950, có bóng 1 triệu 6, 1 triệu 7 nữa. Mà một cặp này không là ra tới 2 triệu bạc là tiền bóng đèn thôi. Chủ xe sót không? Sót chứ. Tại vì người ta dọn xe trong cái gói kinh phí mà nó cũng không phải là bấy bá anh hùng mấy bạn. Người ta dọn gọi cho có cái hiện trạng nó đẹp đẽ thôi. Có nhiều người người ta dọn ken từ trong ra ngoài luôn, rớt máy xuống làm máy bắn két, rồi sơn banh sườn, rồi thay từ cái bát ở trong, từ cái bát mới luôn. Dọn cái dạng đó là nó còn bét tiền hơn nữa. Một cái con AB mà mấy bạn dọn như một con xe thùng từ trong ra ngoài ra, giá chót mấy bạn phải đụng vô cho mình ốc ác là mua mới từ anh Z luôn, từ 38 cho tới 45 vít cho một con AB mà dạng như mà ra như xe thùng, chua tiền lắm. Với lại đặt đồ nó cũng rất là lâu nữa, chứ không phải ngày 1, ngày 2 là có. Do những cái con xe này giờ ít người chạy á, nên là mấy bạn mà muốn có phụ tùng á, nó cũng khá là lâu, chứ không phải là cứ rớ vô là có, rớ vô là có đâu. Giống như những con xe như quay rim sau này, như những con xe quen pha đi, sau này đồ phụ tùng nó mới á, hãng người ta mua về người ta thay thế nhiều. Đối với những cái con này giống như bỏ mẫu rất là lâu rồi, nên là bây giờ mà kiếm mà đặt đồ từ cái bát đèn cho tới cái con vít cho tới con ốc bánh đồ này nọ, chua lè chua lét. Thì cái con này lanh quanh mình dọn đâu đó ra xong xuôi hết thì nó cũng khoảng tầm gần 25 triệu á. Thì có những bạn người ta sẽ kêu mắc, có nhiều người người ta cảm thấy cái đồng tiền người ta bỏ ra nó xứng đáng, thì tùy theo mỗi người thôi. Và mình phục vụ cho những người người ta biết cái giá trị lao động mình bỏ ra nó như thế nào. Và để dọn một cái con xe mà dạng như nó thập cổ lay hy giống vậy, nó dọn nó cực hơn là những cái con xe mà mới giống như Exai 150 đồ, mấy xe mình mới đi sau này. Do những cái con này mấy bạn nó dơ lắm, nó dơ là một, với lại đồ đạt tháo ra rồi nó hư hại rồi. Một cái con xe mấy bạn đang chạy bình thường không có vấn đề gì hết, nhưng mà mấy bạn tháo ra mấy bạn gắn vô lại, nhiều khi nó chạy chưa chắc gì giống như lúc đầu mà nó đang nguyên clip and lay giống như là cái xe cũ giống như lúc đầu. Nên là mấy bạn lưu ý, giống như cái đầu máy cũng vậy, nguyên cục máy bạn đã chạy im ru đúng không, mấy bạn tháo ra xong mấy bạn vệ sinh mấy bạn ráp vô lại chưa chắc gì nó im giống như lúc đầu mà con xe mấy bạn chưa đem lại. Nên là có những cái thứ mà mình không có thể là nói miệng được, cái đó vấn đề, đó vấn đề tâm linh nữa mấy bạn. Thì cái con xe này là chung chủ với lại con SH300i mà bị hư cái phuộc ưu liền mã 430 á, là mình có làm cái clip cho anh em á, là cây SH300i đời 2018 á, ảnh mua xe xong rồi nó bị hư cái phuộc ở đằng sau á, phuộc sau cái mã 430 thì nó bị hư, nên là mình có báo giá ảnh phục hồi, nhưng mà hiện tại bây giờ là chưa có đồ để ráp vô.
Nhưng mà ảnh đã thôi, khi nào có đồ ráp thì ráp sau, em cứ giao chiếc AB với lại chiếc SH qua bên quận 2 cho anh trước, còn cái phụ của em là anh vẫn mua, là anh mua mình một cái cây mà còn ngon á, cái cây mà mình bán cho ảnh 10 13 triệu á, là ráp anh xe SH cho ảnh chạy về trước. Rồi khi nào mà cái phụ kia sửa được á, phục hồi phụ đồ này nọ xong xuôi hết thì ảnh về ảnh đăng bán, hoặc là ảnh đưa mình đăng bán giùm. Đó, vậy thôi, nhanh gọn lẹ. Người có tiền với lại cái cách người ta chơi nó cũng nhẹ nhàng vậy thôi. Người ta thích nhanh gọn lẹ thì mình cũng thích như vậy. Chứ mà bây giờ mà đợi phục hồi đồ thì đơn giản là nó bị hư cái xước cái ti nữa. Nên là Ford không hề nhanh rồi, xước cái ti nữa mà kiếm ti nó không có ra. Nên là mình có nói ảnh rồi, khoảng tầm 3-4 ngày nữa thì bên chỗ phục hồi phuộc nó mới có ti. Vì mới có phuộc, thôi bây giờ em cứ lấy phuộc em gắn vô đi, rồi anh trả tiền đủ cho em. Rồi cái phuộc kia phục hồi xong anh đăng anh bán. Đó, nhẹ nhàng tình cảm. Thì cái con xe này mình lên style nhẹ nhàng thôi, gọi là xám xi măng sporty, là dàn chân rồi tay thắng tay dắt cản đồ này nọ, thì màu đen bóng full ốc mặt tiền. Những con ốc nào mấy bạn thấy được là mình thấy được là mình sẽ chơi Salaya full con này, thì lanh quanh đâu đó thì mình sẽ dọn xong xuôi hết, làm full máy, làm full nồi, rồi sơn xiết đồ xong xuôi hết, phục hồi phục trước sau chén cổ lên bao tay như hiện trạng mấy bạn đang thấy. Thì khoảng tầm gần 25 vít. Thì mấy bạn nào mà có nhu cầu mà dọn xe thì cứ alo cho mình 0903 678 978 gặp Mr. Ken ha. Rồi, máy bay chào tạm biệt.